được của nó đây. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho anh em một cái kỹ thuật mà rất nhiều người mong muốn trong suốt thời gian qua, đó là kỹ thuật đánh cầu hai nhịp. Bây giờ Ngọc sẽ làm thực hiện mẫu, học xong thì Ngọc sẽ hướng dẫn cho anh em. Ok không ạ? Thì bây giờ Ngọc sẽ hướng dẫn mọi người. Thì muốn anh em biết thì kỹ thuật đánh cầu hai nhịp, lừa cầu hai nhịp này thì thường thường chúng ta dùng trong cái đánh đơn là nhiều. Thì các vận động viên khi chúng ta thứ nhất sử dụng cái quả hai nhịp á, là khi chúng ta di chuyển chân tới rồi mà nó gần với lưới, hiểu không? Khoảng cách nó tầm này này thì thường thường là chúng ta sử dụng quả hai nhịp nhiều. Ví dụ như quả cầu nó xa tít ở đây rồi thì chúng ta không thể đánh hai nhịp được, đánh thì nó rất là khó. Thì thường thường chúng ta chỉ sử dụng những quả hai nhịp là để đánh những quả trên lưới thôi, để chúng ta sử dụng những quả trên lưới thôi. Thì cái kỹ thuật hai nhịp này thì nó sẽ có một đánh bên thuận tay là một thuận tay này và bên trái tay này. Bây giờ sẽ hướng dẫn anh em bên thuận tay trước. Thì để đánh ở thuận tay thì đầu tiên là anh em học muốn anh em biết là cái cách cầm vợt bên thuận tay thì chúng ta cầm như chúng ta đánh quả đập cầu và hất cầu, được chưa? Thì chúng ta sẽ đứng tại chỗ tập trước. Đầu tiên thì chúng ta phải bắt cao lên. Muốn đánh hai nhịp thì chân, khi những tình huống chân chúng ta đến rồi, chúng ta đón cao lên, đón ở trên cao này, được chưa? Chúng ta giả vờ đón trên cao rồi chúng ta thu vợt về một chút, chúng ta đánh. Nó sẽ có đánh hai nhịp á, thì nó sẽ có một là chúng ta đón trên cao này, chúng ta đẩy sang sau này, hai là chúng ta kê lại, ba là chúng ta kéo sang bên này, được chưa? Đấy là những cái đường cầu đánh. Tình huống đánh thì chúng ta phải đón trên cao, mọi người nhớ nhá, bắt trên cao rồi đừng có bắt thấp, bắt ở trên cao rồi. Muốn lừa người ta, tại sao phải bắt trên cao? Vì khi chúng ta bắt cao, chúng ta bắt đón ở trên cao thì đối phương, một là đối phương sợ chúng ta kê, nhưng mà chúng ta lại bắt đón cao, chúng ta lại đánh đằng sau, một là kê lại, hai là đẩy đằng sau, thì chúng ta sẽ đón trên cao rồi, được chưa? Thì đường cầu bắt đầu bay sang, đúng không? Thì chúng ta lại thu vật về một chút, chúng ta đánh ở bên dưới, đón trên cao này, thu về đánh dưới này, trên cao này, đánh dưới này, đón trên cao này, kéo sang này, đón trên cao này, kê lại này. Chúng ta nhớ này, chúng ta sẽ tự tập được như này, được chưa? Anh em cầm một cầu này, cứ gần lại đi em, bắt ở trên cao này, nhớ nhá, đó trên cao này, thu vật về này, đẩy ra, đó trên cao này, thu vật về, đẩy ra, cứ tập như này này, đó, các bạn sẽ tự tập như này, đó trên cao này. Đánh bên dưới này, đây. Được chưa? Dễ không anh em? Đây anh em mình tập như này này, hất lên này. Đấy. Được chưa? Đây, hất lên này.
kia nào. Được chưa? Này, tung lên để đón trên cao rồi. Ok nào. Đây này. Tung lên này. Kéo cao này. Tung lên này. Kéo cao này. Tung lên này. Kéo cao này. Đấy, chia lại em ạ. Đấy thì anh em này, anh em nhớ này, được chưa? Chú tự tập bên phải trước này, là chú đã bắt cầu trên cao rồi, nhớ chưa? Giả vờ đón trên cao, một là kê lại, hai là chúng ta đón trên cao này, chúng ta thu vật về, đúng không? Đẩy ra, đón trên cao, đẩy ra, đón trên cao, kéo ra bên này, đón trên cao này, giả vờ đánh trên cao này, và chúng ta lại thu vật về, đánh ở đây, chú tập như này này. Do này. Đấy, em tự tập nhá, có chút cao này. Đấy, thấy chưa? Dễ lắm anh em ạ. Bó chút cao một cái này, chung một về là đánh. Bó chút cao. Rồi. Chưa này. Bó chút cao. Kéo ơi. Này, chú tập này. Bó chút cao. Kéo ơi. Chưa này. Chung về. Kéo ơi. Đó. Cái mấu chốt là mọi người phải nhớ là mọi người phải giả vờ đánh ở trên cao. Rồi chúng ta lại thu vượt về một chút. Rồi chúng ta đẩy ra. Đấy. Thu vượt đón trên cao. Thu vượt về một chút. Rồi kê lại. Đón trên cao. Thu vượt về đằng sau. Rồi kéo sang bên này. Đón trên cao. Thu vượt về. Đẩy ra. Đây, làm lại nhá. Này. Đó, trên cao rồi. Đó. Đây này, nhớ anh em muốn đánh bên phải á, đón trên cao này, giờ vừa đón trên cao này rồi thu vượt về đẩy ra. Đấy, làm lại cho anh em lần nữa. Đấy là chúng ta đứng, chúng ta tập tại chỗ trước, thì các bạn chưa đánh được thì các bạn tập tại chỗ trước. Đây, nhớ nhé, đón trên cao nhá, đón trên cao này, đẩy, được chưa? Đón trên cao thu về, ok ạ. Kéo. Đây. Đấy, chúng ta sẽ tập như thế. Thì mọi người ạ. Thì nếu mà tay mọi người đang yếu á, thường thường là anh em mình đánh bên phải á, chúng ta bị yếu, đánh bên trái sẽ dễ hơn. Còn đánh bên phải yếu thì chỉ khuyên anh em là chúng ta hãy sắm cho mình cái vật nặng tập tay. Đây là cái vật nặng tập tay này. Thì mọi người hãy mua vật nặng này tập về, 150g này về. Thì chúng ta sẽ tập, chúng ta đứng tại chỗ, chúng ta đón trên cao rồi nó tập. Chúng ta tập động tác tay không trước. Đây. Đây. Kéo. Đây. Chúng ta tập bằng cái vật nặng này. Chúng ta đánh như thế, tập như thế thì nó sẽ giúp cho tay chúng ta nó khỏe hơn. Thì chúng ta đánh quả hai nhịp nó mới có lực hơn, được chưa? Thì đấy là những tình huống đánh bên phải. Bây giờ sẽ hướng dẫn anh em đánh bên trái. Bây giờ đến chúng ta đánh hai nhịp bên trái tay của chúng ta. Thì gần gần là em. Thì chúng ta cái cầm vợt thì chúng ta sẽ, mọi người nhớ là chúng ta không đừng có cầm vợt tì như kiểu bị đánh bên đẩy cầu, đừng có tì ngón cái như này. Thì chúng ta đánh của hai nhịp nó sẽ không, bên trái nó sẽ khó. Đó, nếu chúng ta cầm như này á, chúng ta đánh hai nhịp, chúng ta muốn kéo sang bên này rất là khó, anh hiểu không? Anh em hiểu không? Kéo như này chúng ta nếu mà tì ngón cái như này thì chúng ta kéo sang nó rất là khó và nó cứng cổ tay. Thì các bạn sẽ cầm như đánh bên thuận tay của chúng ta, bên trái tay cầm như đánh bên thuận tay, đúng không? Bên trái tay chúng ta cầm như bên thuận tay á, được chưa? Đừng có tì ngón cái vào, cầm như bên thuận tay chúng ta mới lên này. Chúng ta đánh, chúng ta biết thêm được quả kéo lưới bên này nó dẻo hơn. Nếu chúng ta tì ngón cái vào chúng sẽ bị cứng. Thì mọi người cũng vậy, cầm như thuận tay. Thì mọi người muốn đánh hai nhịp thì những tình huống tập tại chỗ trước thì chúng ta sẽ đón trên cao, được chưa? Mọi người đón ở trên cao rồi. Rồi
thu vợt về, đón trên cao này, thu vợt về rồi đẩy ra, đón trên cao này, thu vợt về đẩy ra, đón trên cao, thu vợt về kê lại, đón trên cao này, thu vợt về đẩy ra, nhớ chưa? Bắt ở trên cao để lừa một là kê hai đẩy thì chúng ta sẽ tự tập như vậy. Chúng ta sẽ này đứng góc đấy chưa, đứng góc kia mấy khoảng góc kia chứ được chưa, chúng ta cũng tự tập này. Rồi dưa lên này, bóng trên cao đẩy chưa này, tung lên này, dưa lên này. Đấy này, bón trên cao này, thu một về này, đẩy nó ra, tập này, chưa, bón trên cao thu một về, đẩy ra, chưa, thu về, đẩy ra, bón trên cao thu về, kê lại, chưa. Đó trên cao này, thu về này, kê lại. Đó trên cao, thu một về, đẩy ra. Trên cao này. Đấy. Được chưa? Nó bắt trên cao này, lừa người ta này. Bắt trên cao. Đấy. Kê lại. Được chưa? Hoặc là chúng ta muốn kéo sang bên này đúng không? Thì chúng ta có trên cao này, chúng ta kéo ra, bóng trên cao này, thu vợt xuống, kéo ra, bắt trên cao này, thu vợt xuống, kéo ra, như này này, bóng trên cao. Đó anh em thấy không? Bắt trên cao này, thu vợt xuống, kéo cổ tay ra. Úi dồi, đây này, trên cao này, thấy không? Em nhìn này, đây, nó trên cao, kéo ra, được chưa? Đây này, đánh đây, kéo, đó. Anh nhìn được không? Chúng ta sẽ tập như này. Nhìn rõ đường cầu luôn. Đón trên cao này, chúng ta thu vượt, đón trên cao này, thu vượt về, đẩy ra, đón trên cao, thu vượt về. Kéo ra, đón trên cao, thu vượt về, kê lại. Đây là học đánh đang đánh bằng vật nặng, đang tập bằng vật nặng nên là nó hơi nặng. Nhưng mà các bạn nhớ, các bạn hãy tập bằng cái vật nặng này. Vì tay chúng ta yếu, chúng ta cần phải tập bằng cái vật nặng để giúp chúng ta lực tay chúng nó khỏe hơn. Đây, bạn nhìn nhé, đón trên cao này, thu vượt về, đẩy ra. Đẩy ra, đây, thu vượt này, đẩy ra, chưa này. Đấy, chưa, đây, thu về, kê lại, nó trên cao, kê lại, chưa, đẩy ra, đẩy ra, đây, nó trên cao, đẩy ra, chưa này, thu lên, nó trên cao, đẩy ra. Anh em nhìn thấy không ạ? Mọi người nhá, có một thêm một tình huống kéo sang đúng không? Kéo sang này, thú vậy này, bắt trên cao này, kéo sang này, đây này, bắt trên cao. Có anh em nhìn thấy không? Đây, bẩy, đánh sang, đây này, bẩy. Ra. Kéo ra, được chưa? Đó trên cao này, bẩy này, bẩy, kéo ra, bẩy, kéo ra, bẩy. Anh em thấy không? Nó rất là dễ thôi, mọi người nhớ nhá. Ở đây. Đó thì học muốn anh em biết, thì chúng ta muốn đánh hai nhịp á,
vào đây có hai bên tình huống, hai bên thuận bên trái và bên phải, thì tất cả những tình huống đó các bạn phải bắt cao lên, rồi các bạn giở bò đánh trên cao, rồi các bạn thu vật về một chút, rồi các bạn đẩy ra đón trên cao, thu vật về kê lại, đón trên cao thu vật về kéo sang, được chưa? Các bạn hãy tập như vậy, tập bằng tự tập và tập bằng cái vật nặng này này, đừng có đánh bằng vật bình thường, học tập bằng vật nặng này, sau tí nó học tầm cái vật. Sau khi học tập vật nặng xong á, học đánh bằng cái vợ bình thường này á, thì nó mạnh hơn, lực hơn rất là nhiều, anh em nhìn nhá. Đó, mình chúng ta tập vật thường này, đó trên cao đấy, thấy chưa anh em, thấy không? Này, đưa này, thấy chưa? Khi các bạn cầm một vật nặng tập xong, các bạn đánh bằng vật thường này, các bạn mới có lực, đánh nó có lực và nó mạnh hơn. Đấy thì học muốn tất cả anh em biết. Thì nói chung quy những quả đấy hai nhịp đấy là các bạn đánh tại chỗ. Còn những tình huống các bạn muốn đánh quả thẳng hai nhịp mà di chuyển á, đúng không? Di chuyển nhá. Thì những cái những pha di chuyển á, thì cái mấu chốt là như này, thì có nghĩa là chân các bạn phải tới, chân dẫm xuống đất rồi tay bắt đầu bị đánh, đừng có mà tay đánh trước chân xuống, hiểu chưa? Chân tới rồi tay đồng thời bị đánh, hiểu chưa? Chân xuống đất rồi tay bắt đầu bị đánh, kết hợp đánh tay luôn, đừng có đánh tay trước. Nó xem như này này, chúng ta di chuyển này, à, lên này, chân xuống rồi tay bị đánh, hiểu chưa? Bên này như thế, bên này như thế, chân xuống rồi tay đi đánh, chân xuống rồi tay đi đánh, chân xuống rồi tay đi đánh, nhớ chưa? Các bạn muốn di chuyển đánh thì các bạn tới chân rồi các bạn tay đi đánh, thì các bạn sẽ phải tập lên này, chân xuống tay đi đánh, anh như này nhá, đấy, các bạn sẽ tập như thế. Được chưa? Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái đường cầu này trong nội dung đánh đơn là chủ yếu. Thì đấy là cái kỹ thuật là đánh cầu hai nhịp mà học đó là cái kinh nghiệm của trải nghiệm của học. Học thì mang ra chia sẻ cho anh em. Nếu anh em thấy hay thì hãy đăng ký kênh YouTube của học và ấn vào chế độ xem trước, và có muốn học hướng dẫn cái video gì thì mọi người comment xuống. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Spot Hùng và trên tay Hùng đây đang là hai hộp cuốn cán chống trơn bạc trị mối tay do Hùng độc quyền phân phối và có hai màu xanh và vàng. Hùng biết trong số các bạn đang theo dõi cái video này thì có rất là nhiều người đang chơi cầu lông, và Hùng cũng biết rằng trong số các bạn có rất nhiều người đánh cầu lông nhưng mà hay bị trơn tuột vợt và thường các bạn không dám đánh ra hết lực tay của mình bởi vì sợ cầu nó hỏng, sợ cầu nó vào lưới, sợ cầu nó ra ngoài. Cái việc mà chúng ta đánh cầu mà chúng ta bị trơn tuột vợt ấy thì cảm giác nó sẽ rất là khó chịu, nó sẽ rất là mất thoải mái khi mà chúng ta cố gắng vung ra những pha cầu hết sức, giả như xả sử những pha cầu tì ngang lưới hoặc là những pha đập cầu, thì các bạn rất dễ bị dính vào lưới, đặc biệt là ở cuối set khi mà mồ hôi nó ra nhiều và đó là ở những điểm số quyết định, và cuối cùng thì chúng ta lại bị thua ở những điểm số cuối cùng. Thì nếu mà trong số các bạn đang theo dõi video này của Hùng và các bạn cảm thấy rằng cái cuốn cán chống trơn, cái cuốn cán vợt của các bạn đang dùng nó vẫn bị trơn và các bạn đánh cầu không được thoải mái với nó, thì hôm nay Hùng xin giới thiệu đến các bạn đó là cuốn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay và trơn tuột vợt do Hùng độc quyền phân phối, duy nhất chỉ có hai màu vàng xanh thôi. Cái sản phẩm quần cán chống trơn này nó là một loại rất là đặc biệt. Thứ nhất về chất liệu thì cái chất liệu của nó khác hẳn với các loại quần cán khác. Khi mà mọi người cầm vào thì mọi người sẽ thấy nó mút tay và nó có một chút bột. Mọi người sẽ cảm giác là trên quần cán nó có một lớp bột. Đó chính là lớp bột mà trong nguyên liệu của quá trình sản xuất thì nhà sản xuất họ pha cái bột chống trơn vào để giúp cho thấm mồ quần cán thấm mồ hôi tốt hơn. Đồng thời quần cán quấn thì cũng rất là êm tay. Và chúng ta bị ra nhiều mồ hôi tay thì nó cũng sẽ thấm một phần mồ hôi của chúng ta chứ không như các loại quần cán khác. Thường thì cái vỏ ngoài của nó sẽ rất là bóng mà nó không thấm mồ hôi. Ngày xưa thì Hùng cũng chỉ dùng được quần cán Yonex xịn thôi. Hùng là người ra rất nhiều mồ hôi, Hùng vừa mới đánh xong cái áo của Hùng ướt sũng rồi. Hùng lau tay mãi mới quần áo này, nó đang ướt hết này.
Mình phải đánh trong một set ra rất là nhiều mồ hôi. Đây tay cầm quần cán rồi, tay của Hùng cũng đang rất là ướt. Đấy mọi người xem, nó bóng hết cả lên của hộp quần cán rồi. Đấy thì ngày xưa thì Hùng chỉ dùng được đúng duy nhất một loại thôi, đó là quần cán Yonex xịn. Nhưng mà quần cán Yonex xịn rất là đắt, toàn 100 nghìn một típ 3 chiếc thôi. Nếu mà các bạn mua cái lẻ lẻ thì nó cũng không tốt bằng cái loại típ 3 chiếc đâu. Cái lẻ lẻ từng chiếc một nó giống như này này thì của Yonex xịn nó khoảng hai mấy nghìn đó. Nhưng mà cái loại đấy không bao giờ tốt bằng cái típ 3 cái. Hùng toàn phải mua típ 3 cái toàn ba mấy nghìn một chiếc thôi, đắt, rất là đắt, rất là tốn kém. Và thậm chí thời sinh viên mua đấy nhiều khi là mình phải ăn mì tôm thật đấy, không phải chém gió đâu. Mình đánh cầu rất là tốn kém này, mua cầu này, đặc biệt là mua quần cán cứ khoảng, dù Hùng dùng quần Yonex xịn nha cũng chỉ 4-5 hôm Hùng phải thay một cái rồi, bởi vì là người nào mà ra nhiều mồ hôi tay đánh quần Yonex thì nó cũng rất là hại quấn, và khoảng tầm 4-5 hôm là nó bong hết, nó bong hết cái lớp ngoài đi thì nó cũng trở nên rất là trơn, và phải bắt buộc phải thay. Thì cái Hùng đã quyết định là Hùng tìm rất là nhiều cái sản phẩm quần cán khác nhau. Ngày đấy thì Hùng biết, bắt đầu biết địa bàn Trung Quốc, Hùng tìm rất là nhiều loại quần cán khác nhau, Hùng nhập về hàng chục loại khác nhau để Hùng test thử. Và cuối cùng thì có mỗi loại này Hùng cảm thấy hợp tay, nhưng mà Hùng không xác định nhập về bán đâu. Ngày xưa Hùng nghĩ bán quần cán chống trơn làm gì, nó có đáng bao nhiêu đâu. Thì Hùng bắt đầu trong quá trình Hùng nhập về 1-2 hộp để Hùng dùng dần thôi. Thì Hùng bán giày cầu lông mà đúng không các bạn, chắc các bạn cũng biết. Thì khách hàng của Hùng mua giày thì Hùng không có gì tặng, thế là Hùng tặng cho họ, lấy cái quần cán của mình Hùng tặng cho họ. Nhưng mà thực sự là bất ngờ khi mà một người, hai người, ba người, bốn người, rất là nhiều người sau khi nhận được cái món quà đấy của Hùng, họ dùng và họ lại hỏi Hùng ngược lại là em cho anh cái loại quần cán gì đấy không có thương hiệu gì nhưng sao nó dùng nó chống trơn, nó chống mồ hôi tốt như thế. Và dần dần mọi người nói như thế rất là nhiều, thậm chí gần chục khách hàng của Hùng, đến cả chủ shop họ, họ nhập hàng của Hùng, họ cũng bảo là cái này anh thấy nó chả có thương hiệu gì, anh mang sân anh tặng cho mấy ông cùng sân, mấy ông đấy ra rất là nhiều mồ hôi và hay bị trơn vợt mà dùng cho đưa cho các ông ấy, thì các ông rất thích và các ông ấy dặn anh là khi nào mà kiếm được cái nào thì phải để lại cho họ. Đó thì anh chủ shop đấy anh mới bắt đầu bảo Hùng là em xem thử nhập về bán xem, với cả nhiều khách họ cũng muốn hỏi mua ấy. Thế là nó tác động đến Hùng là Hùng bắt đầu nhập nhiều hơn, khoảng nhập 5-6 hộp đến chục hộp cũng về bán dần dần ấy. Thì bán rất là ngon, thực sự rất là bất ngờ so với những gì Hùng có thể tưởng tượng đấy nhá. Hùng không nghĩ là nó lại được nhiều người ưa chuộng và tin dùng như thế. Hiện tại thì Hùng cũng đã có rất nhiều khách hàng đã tin sử dụng, tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm này của bên Hùng. Họ lấy cho câu lạc bộ của họ, họ lấy cho anh em cùng sân của họ và cả sân của họ thì đều dùng quần cán bên Hùng. Và nếu mà trong số các bạn đang theo dõi video này của Hùng mà mọi người chưa biết đến cái sản phẩm này thì hôm nay mọi người đã biết đến rồi. Nếu mà mọi người vẫn chưa tìm được loại sản phẩm quần cán phù hợp, mọi người vẫn cầm trên tay cái loại quần cán mà mọi người sợ rằng khi chúng ta đánh mạnh lực, phát ra lực mạnh thì chúng ta sẽ bị trơn vợt, bay vợt và đường cầu đi không chính xác, thì đây sẽ là một cái cơ hội dành cho mọi người để mọi người có thể trải nghiệm cái sản phẩm này. Quần Yonex thì hơn 30.000 một chiếc, nhưng cái sản phẩm này bên Hùng bán lẻ chỉ có 10.000 một chiếc thôi mọi người ạ. 10.000 một chiếc. Mỗi chiếc thì cũng dùng được khoảng 3-4 hôm, 4-5 hôm để thì phải thay một chiếc. Nếu mà các bạn xác định là đánh nửa tháng hoặc một tháng thay một chiếc quần cán thì Hùng khuyên các bạn không nên dùng quần cán này nhá. Bởi vì quần cán bên ngoài bên Hùng thì chỉ phục vụ cho anh em mồ hôi tay và trơn tuyệt vời thôi. Còn nếu anh em nào đã có loại quần cán phù hợp rồi, không bị trơn nữa rồi, đáp ứng được yêu cầu của các bạn rồi, thì các bạn hãy cứ tiếp tục sử dụng cái sản phẩm quần cán bên các bạn. Hãy tiếp tục sử dụng các sản phẩm quần cán các bạn đang dùng. Còn nếu anh em nào mà đang bị mồ hôi tay và trơn tuyệt vời và vẫn chưa tìm được cái loại quần cán thích hợp với mình thì Hùng tin rằng 99% là các bạn sẽ hợp với loại này. Bởi vì 99% khách hàng của Hùng họ mua là họ hợp luôn. Nhưng 99% đấy là những người hay bị trơn tuột vợt và mồ hôi tay nha. Nhiều ông mà tay khô ấy mà không bị trơn, kiểu tay ra ít mồ hôi mà ít bị trơn vợt ấy, thì mấy ông đánh VS rất là hợp, đánh quấn VS rất là hợp. Nên là khi dùng sang quấn này thì lại cảm giác là quấn này nó không bằng quấn VS. Nhưng mà nếu mà anh em nào mà trơn tuột vợt thì anh cũng khẳng định rằng nếu anh em vừa cầm quấn vợt VS thì anh em sẽ cảm giác rất là sợ tuột vợt luôn. Bản thân Hùng ra nhiều mồ hôi, Hùng cầm quấn VS nhá, chỉ cần ra một tí mồ hôi thôi là nó đã kiểu trượt trượt bay vợt thì Hùng không dám cầm rồi. Đó, nếu mà anh em nào kỵ VS thì lại càng có khả năng cao là 100% dùng hợp loại này. Ok không ạ? Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này đến đây. Quấn cán chống trơn đặc trị mồ hôi tay trơn tuột vợt, dùng độc quyền phân phối, chỉ có duy nhất hai màu xanh vàng như trên tay Hùng đang cầm đấy nhá. Ngoài ra không có màu sắc khác. Và video này đang được thực hiện tại sân cầu lông trường học viện tài chính. Và nếu anh em ở gần Hà Nội hoặc ở gần đây, hoặc là khi nào mà các bạn có dịp lên Hà Nội thì các bạn cũng có thể ghé qua sân cầu lông học viện tài chính để có thể giao lưu cùng đội mình. Đội mình rất là nhiệt tình và anh em khắp các nơi cũng rất là hay thỉnh thoảng để giao lưu sân mình, sân rất là vui, có cả khán đài phía sau mọi người. Đấy, có cả khán đài phía sau, có chỗ cho anh em ngồi đàng hoàng. Nhưng mà sân bọn Hùng chỉ có một sân thôi, nên là nếu mà anh em đến thì xác định là cũng chỉ được đánh khoảng 2 set thôi nhá, 2-3 set. Nếu mọi người chờ muộn muộn một tí là được đánh 3 set, còn không chỉ được đánh cùng 2 set là cùng thôi. Còn Hùng là Hùng mời để anh em mình qua giao lưu làm quen với nhau thôi, chứ còn đánh cầu thì sẽ không được đánh nhiều. Nếu anh em qua mà không được đánh nhiều lắm thì cũng rất là mong mọi người thông cảm, bởi vì sân của bọn Hùng cũng khá là đông, sinh viên của cả trường Đại học Mỏ Địa chất và trường học viện tài chính cơ. Rồi cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp mọi người tại những cái video sau của Hùng nha. Đây, quần cán chống trơn không có thương hiệu gì hết mọi người nha, nhưng trên quần cán nó sẽ có, mọi người sẽ cầm sẽ cảm nhận thấy rằng nó có bột chống trơn, cầm cảm giác nó thấm hơi rất là thích. Từ khi Hùng dùng cái loại này rồi Hùng không cần phải dùng quấn Yonex xịn nữa, mà Hùng tiết kiệm được bao nhiêu tiền.
Ok, goodbye tất cả mọi người. Squad Hùng chào mọi người nha.